Và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Mình là Ni đây đó, và hôm nay mình sẽ theo lời các bạn mình qua cái tựa game Rosette X này đây nha các bạn. Đó, Rosette nè, đó, mình thử bên tựa game bên này nó hay không nha các bạn. Mà thực sự nó hay lắm nha các bạn, hay cực kỳ luôn. Đó, chiêu thức nè, các bạn nhìn nè, đó giờ làm chiêu thức đẹp lắm luôn á, đó, như thiệt luôn, đó. Cái cây này là mình mua là 2 250 250 vàng nha các bạn. Đó, mình tích tích đó, tích quá trời luôn mới đủ á. Lát là mình sẽ đi vòng vòng coi map này có gì nha các bạn, tại mình farm có cái chỗ này không à, mình không biết mấy đảo khác đâu. Đó, con chưa đó, này là chiêu quy nha các bạn. Thì mình chỉ review đủ cái cây này à, tại mình có nhiêu đây tiền mua cái cây này thôi. Em thấy cây này khá là ngon nha các bạn, để thấy màu đỏ thấy đẹp cái mua mua, ai ngờ là nó trưởng đấy bạn. Cái này trong phim gì á, hả? Giờ trưởng à, giờ hả, ý lộn, mình cứ tưởng quy là lướt ấy bạn, ai ngờ quy là chiêu không à. E là gì đây? À, e là nhảy là, ủa nhảy lên vậy thôi à, không mất máu gì hết vậy. Có quy nè, ôi quy đam rồi, ui 800 mấy luôn, ghê thiệt chứ. Ngon 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 ngon. Đó, được cái đúng đúng cái chiêu nhảy vậy thôi các bạn, không có gimbal nè. Mình không có biết mua gimbal đâu đó, có chiêu nhảy bình thường vậy lên đó. Rồi. Mình thử chiêu R nha các bạn, chiêu R là gì đây? Ui, dưa. Các bạn thấy chiêu đẹp không? Mà có hiệu ứng lửa đốt nữa nè. 92. Đốt trời ơi, đam to kìa. Thôi. Còn cái chiêu cuối là chiêu ít này là không có đủ đam, không có đủ mastery nha các bạn. 250 là mỗi lần farm được có chút xíu mastery à, không có đủ luôn á đó. Rồi, hình như game này là bạn bấm vô chữ này các bạn, đó là nó bay bằng cái cây chổi nha bạn. Cây chổi thần kỳ nè, chứ không có cho bay kiểu mấy trái kia đó. Cứ giờ muốn bay là giữ giữ G vậy đó, giữ G để gồng đầy cái cây tím dưới cái giờ bay bừa vãi thiệt chứ. Để coi mấy đảo này, đảo gì đây, ý cái đảo gì, cái đảo gì lấp lánh này vậy, nó cứ bay xíu là gồng vậy đó, không thể tin được luôn á. Đây đảo gì đây, ô cái đảo bắc ma hả, thấy dung nham kìa. Ủa cái gì sáng sáng này vậy, cái gì đây vậy? À, rương 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 rương, tắt lấy rương. Ô Rusida, rương gì trời, cứ lần bay gồng thì khổ mấy bạn, không thể tin được. Đó, xong nhấn chuột thì bay lên thôi. Rồi lấy rương, hô hô, ngon 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 ngon. Quý trong rương này có gì không ha, quý trong rương này có gì không nữa, lấy chứ. Dưới đây có gì không, rương nữa kìa. Không biết nhặt rương trong này có được cuốn sách hay gì giống trong mấy game khác không nha các bạn. Giống trong cái game gì á, game gì quên rồi ta, lụm cuốn sách á, ra haki á, lụm rương chứ lộn, ra cuốn sách haki. Rồi vì mấy con quái bên này mạnh không, qua thử thôi, quém thử mấy con. 55 mà cua vậy, 55 mà qua nhận nhiệm vụ rồi, lần 5 6 con. Hồ nó dí nó chém mình kìa. Thôi thằng này gan, gan 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 trưởng rồi. Đó trưởng liền. Nhảy lên. Nè dí đi, dí đi, dí đi, dí đi, đúng rồi, đúng rồi. Dí nè. Ồ chiêu đảo quá à. Ôi chiêu đẹp kìa. Quái đẹp thiệt chứ. Khoái liền, trời ơi, đốt lửa kìa, đốt kìa. Mạnh nữa, dễ farm nữa chứ bạn, mới vô thì hình như có cái đánh thường đó bạn. Nếu bạn thích mua cái này cũng được, tại mấy cái chiêu khác mình chưa có mua nên mình không biết nữa. Mình biết được có cái này, ủa sao không, nó không chạy lên đó vậy? Ơi, what the hell, quái ngu vậy? Hả? Mình không biết mấy chiêu khác mạnh hay không chứ mình thấy chiêu này đủ mạnh nha bạn. Đâu rồi, ra đây ra đây ra đây, ừ hay quá, ra đây ra đây ra đây. Rồi ok,
Ý cái gì vậy, ổng lộn, cứ lộn chữ e hoài á. Đó, trời ơi, hai chiêu sắp chết hết luôn chứ, xong nhiệm vụ luôn. Ở bạn đứng xa bạn cứ trường trưởng vậy nè, ngon thiệt luôn á. Rồi ok, giờ sẽ qua chỗ khác nha bạn, từ để mình gồng nè. Đó, ngon vãi thiệt. Với lại cái cây hình như là cứ mỗi mỗi nghe anh Tuấn á, nghe anh Chuyên Ly nói là như là các bạn chỉ cần farm tới hai, như là mở 25 mastery là các bạn thức tỉnh được cái chiêu này luôn nha bạn. Để mình xuống rồi con boss nào đây mình thức tỉnh cho bạn coi. Ủa cái đảo về đảo trái cây luôn ghê à, trong này là gì vậy? Ui thăm bí mật gì á, hình như bạn chỉ cần mở được cái chiêu chiêu R hay sao á, 70 hay sao á, phải không ta, hay là một chiêu Q nè, R á, là bạn sẽ thức tỉnh nè. Đó, giờ thức tỉnh là cái chiêu màu đỏ nha bạn. Chứ bình thường là chiêu mình à, vậy 20 thôi. Thì chắc 20 đó bạn. Đó thấy cùi không? 20 cùi nè. Đó, vậy thôi á, chứ bạn lên 20 full rồi đúng không? Lại bạn có thể thức tỉnh lên nè, đó lên 4 chiêu luôn. Mà chiêu màu đỏ luôn, thấy ngầu không? Cái gì vậy? Cái gì đây? Đây là cái gì vậy? Đâu đây, đâu đây, đâu đây, cái gì vậy? Ui, nhìn cái mặt kìa. Mặt mèo á, à, ghê vậy? À? Trong này có ai hù không vậy? Ghê à, hầm bí mật. Ui à, lửa hồn, tưởng con gì đứng đây, hầm bí mật. Bay cho lẹ, đi bộ lâu quá. Ui y vậy, ghê vậy, cái này là gì vậy, cái này làm gì hả? Ê mình kẹt rồi, đâu vậy, cái gì vậy trời, vô đây. Cái gì đây? Cái đống lửa. Mê cung này chứ. Ơi cái gì vậy? Ủa gì đây? Vãi. Gì đây? Ôi mình chơi ngu lát mình vô lát mình không ra được luôn á. Ở cái này giống triệu hồi quá à, tế đàn quá à. Công là hiến như hiến hiến tế quá à. Ghê vậy. Chỗ hiến tế. Ủa thì đường ra đâu? Ui rồi ra thôi, ra thôi, sao vô lại chỗ này? Thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi, cái gì mà đi xuyên tường vậy? Ủa gì vậy? Ý gì đây? Xuống ở đây là hiến tế rồi bạn ơi, chắc luôn như mới mới hiến tế ai á, chỗ hiến tế á, ghê vậy. Ôi thôi xong rồi, thôi xong rồi, ghê quá, chạy 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 hiến tế rồi bạn ơi, khu này khu hiến tế rồi. Thôi, ra 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 điêu khác rồi, ghê vậy, khu này khu hiến tế luôn, kinh thiệt. Rồi thì mình qua đảo à, đây đó gì đây, à đảo này không, đảo này đi, đảo này trước đi, đảo này có gì sáng sáng kìa, thờ cái lần bay đứng rặn vậy đó, rặn đầy nộ bay tiếp khổ thiệt. Rồi bên này có mấy bãi lính để farm nữa bạn ơi, nó bay đâu có rướng này nè, rướng lượm rướng chứ đó. Rồi giờ xuống đánh mấy con boss này nữa, cái này là cái gì á, chỗ này là cái gì á, rồi xuống đánh mấy con boss, con lính chứ, như boss trong này ít boss các bạn ơi, tại hãy lính là có một chỗ. Ủa trăm hai, ô thôi 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 trăm hai thử coi. Ủa nó trâu, trâu với chúng tôi này trưởng. Chú quăng nó văng rồi vậy. Trưởng đâu rồi, thôi mấy bạn thấy không, đánh xa mà nó không đụng tới người mình lục quá, cái này mà đánh mấy con boss ngon lắm nè. Đó 200 mấy mastery kìa, à không biết trong này có nhân 2 mastery không ha, nhân 2 mastery thì đỡ.
Rồi. Bay thôi, bay thôi, bay thôi. Cây rồng. Rồi, bay tiếp. Rồi, bay tiếp. Rồi. Bây giờ gì đó này đẹp vậy? Đảo này đảo nào đây? What the hell? Rồi à, cái đảo mà bữa mình thấy cái con Ener đứng đâu ta? Để mình kiếm Ener mình quýnh mình giết coi. Đây mình đánh mấy con boss một á mình dễ quýnh hơn ha. Đứng từ xa chuẩn 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 cái giết luôn. Chứ không có phải đứng chờ cái bay xíu là đứng rồng nữa rồi. Khổ vai thì chứ. Rồi bây giờ đèn này là đảo gì nữa đây? What the hell, đảo gì đây? Rồi cái đảo gì đây? Không, cái đảo Ener mình không thấy luôn ta. Từ 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 đến bay tìm cái đảo Ener coi. Bay có xíu đứng gồng khổ quá đi à. Rồi, qua bên này thử ha, bên này chui đi nè. Đảo có con boss Ener ở đâu ta? Rồi nó hình như 200 mấy á, 300 á, chấp luôn, mình 87 quýnh luôn á, chấp luôn, mình trưởng xa mà lo cái gì. Gì đây, trên này là gì đây? Đảo Ener hình như đâu bên này nữa vậy. Ô như đâu bên này nè. Ô vậy 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 đây đảo gì đây, cũng có mấy cái rương luôn. Không biết mấy cái rương này lượm được cái gì không nữa, thấy lấp lánh làm một lấp lánh hiệu ứng cũng ghê lắm đó. 400 mấy luôn, ghê à, nhiều quá nhiều quá. Lần này lượm hơi bị nhiều đó. Đây đảo gì đây? Rồi mình kiếm boss Ener mình đánh cái nữa xong nha các bạn. Để kiếm boss Ener cái nằm ở đâu quá. Để kiếm lại một con boss nào để quýnh ơi. Để sức mạnh của cái cây quăng từ xa rồi. Mấy chiêu khác chắc tái đánh thật cái anh gần đấy mày. Nên nó quýnh mình. Quýnh mình. Quýnh thốn lắm luôn á. Đánh từ xa nó không quýnh tới á. Nó kiểu bị đứng đó cho mình quýnh á. Ngon hơn. Lời. Thì mình có nhiêu đây mình mua được cái cây này thôi. Farm cho dễ mày. Còn mua mấy chát quỷ nữa từ từ đã. Chát quỷ hơi bị khó nha. Phải farm nhiều lắm á. Hả? Có đùa đâu. Ủa Ener đâu rồi? Ồ không thấy Ener luôn rồi. Đảo gì đây? Cái gì mấy cục cục gì đây? Sao nhìn mờ ảo vậy? Gì vậy? Cây nhìn ảo vậy? Các bạn thấy không? Nhìn ảo thì như Ener trong này nè, phải không? Phải không? Trong cùng này Ener trong này phải không ta? Đúng rồi nè, nó nè. Ủa mình mới bước vô nó dí luôn kìa. Rồi vô luôn. Ờ thấy không bạn, lời không, cái chữ mà còn văng ra thấy không, lời vãi thì lời lắm luôn á đó. Đó thấy không, chiêu ngon không, nó không tới gần được mình. Ờ chữ nó văng, chữ văng nữa bạn. Ờ cái chữ văng, chữ văng ngon. Đó ui 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 ui. Ủa nó 300 mình chưởng nãy giờ nhiêu đây máu à. Thôi xong rồi. Trời tới gần đường phát một chiêu đi luôn. Một chiêu chết luôn á. Không biết tin được. Từ từ để mình vậy mình sẽ farm lên xíu nữa được nha các bạn. Đây, đây là giá của mấy trái quỷ nha các bạn. Ở đâu rồi? Shop nè. Ở, có trái gà nữa. Ông này My Hero à, cái chiêu gà của trong con bi đây nè. Ở trái Gomu này. Ờ, để mình ráng farm tới trái Gomu nha bạn, mình thử Gomu nó sao. Còn mấy này là gì đây? Blitz à, phim Blitz nè. Nè cơm bá nè mày, mấy này là chiêu nè. Winter là gió nè, lốc xoáy nè, storm là điện nè. Còn cái cây này cái cây của mình nữa bạn. Đó. Cái chuẩn chữa là cơm bá là cái cùi nhất nè. Rồi. Thì mình kết thúc clip tại đây nha bạn đó. Game này cũng khá là hay ha, các bạn cũng có thể cày luôn á. Rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm nút like, nút subscriber nha. Đó, những cái chuông kế bên và hiện thông báo cho tất cả nữa để mình ra clip nào các bạn có thể thấy ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau của mình nhé. Bye.